Sau khi về bên phải này, tay mình quất ra này, đấy là này, quấn ra này, vòng một vòng số không ở dưới này, trong trên đầu về ông đá. Đây là động tác loan côn dọc cơ thể mình hướng dẫn trong clip trước. Đây là cứ qua này, làm lại, xoay vòng dưới, xoay vòng trên về, xoay vòng dưới, xoay vòng trên về, bắt đầu 4 này. Đấy, sai pha mà mình nói như trước thôi. Đúng không ạ? Đấy. Về này. Đấy, thế đấy. Đấy, thấy bắn ra này. Xoay một vòng ở dưới này. Qua này, bắt đầu bắn tới này. Dùng dưới đất lên. Đấy là bước thực hiện. Thì tùy cái điều kiện mà khu vực biểu diễn có thể là di chuyển hoặc đứng yên. Nhưng mà nó sẽ đẹp hơn những cái di chuyển này. Bắn ra cái này đúng không ạ? Này. Xoay này. Mình đi tới này. Đi lui này. Đấy, mình đi tới đi lui dài hay ngắn là tùy bản thân mình, nó sức khỏe, thể chất, địa hình ở khu biểu diễn này. Ok chưa? Lên này, lui một cái cũng được này. Bắn này. Tới này. Lui này. Đấy. Lại này. Đang ngang đấy đúng không ạ? Bắn này. Tới này. Lui này. Tới đây rồi. Em kích vật số 4 mọi người. Để nó về nhé. Làm sao được để cho nó về nhé. Kìa, đất này. Mục tiêu sẵn phía trước này. Bắn này. Đúng không ạ? Bắn này. Đấy. Động tác bắn này là cũng phải tập nhiều nó mới thẳng được. Bắn này. Bắn này. Bắn này. Để đất sang về. Lúc mà có áp lực stress và một sự tức giận gì đó mình muốn đưa vào côn thì nó sẽ là như vậy. Uy lực của bài côn thế nào nó tùy thuộc vào tâm trạng, về thể chất, về địa hình địa vật nơi mình biểu diễn.